Sốp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon. Truy cập ngay sốp nơ mơ hạt.com. Sẵn sàng, kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em nhé. Cả đội xông lên. Thì trong video này mình sẽ làm về vị tướng, đó là Naka Chúa. Nó cà rốt hay cà chúa gì đó. Thì đối với chất tướng Na thì anh em thấy thì kể cả trong đấu ranh hay là trong đấu vải, trải qua bao nhiêu đó là các mùa tăng giảm sức mạnh các kiểu, thì Na là một chất tướng vẫn đó là được ưa chuộng. Mình nghĩ lý do đó là người ta ưa chuộng Na đó là đồ cơ động, lưng đám đầu game khá là tốt, khả năng đẩy trụ đó là nhanh, và dành cho những anh em nào đó là thể hiện kỹ năng kiểu là mùa ná chấn không chạm đất á. Thì với ná thì ở mùa 24 này trang bị bảng ngọc và phù hiệu ra sao, lối chơi như thế nào cho đó là ok nhất, thì mình sẽ phân tích cho anh em nhé. Đi rắc tình huống này khá là khó chịu nha. Khi mà đi rắc gọi là đẩy được vào tường thì sử dụng chiêu một khá là nhiều câu. Rồi tình huống này thì rắc tủ rỉa nhẹ xíu này, bởi vì chắc chắn thì chiếc có thể ăn được đó là đi rắc bằng một combo ở thời điểm hiện tại. Thì bây giờ anh em nhận thấy rằng 7 giấy nữa con ta thân Caesar xuất hiện đúng không? Thì mình sẽ đó là ở đấy ăn con ta thân Caesar này. Ăn xong con ta thân Caesar này mình làm gì? Anh em thấy thì bua sánh của tém địch thì chắc có lẽ lập tâm khoảng 5 giấy nữa, đó là ra. Rồi ăn được ta thân Caesar này. Omen thì xích vào vị trí của A-Lánh, nhưng mà xích vào A-Lánh thì mình lại được đánh Fury. Và cuối cùng thì ăn được màng của đó là Omen tém địch, vừa có ta thân xê giá, vừa đó là ăn được màng ô mén, vừa đó là cướp được bùa sánh và những bãi quái của tay bên địch. Vậy là thành công rồi. Nhưng mà tay bên địch thì có lẽ là cũng không kém, khi mà ở đường đó là rông thì tay bên địch ăn được đó là 3 người của team bên mình rồi. Nhận thấy đó là Zuka tay bên địch đang khá là thấp máu, tình huống này thì mình sẽ kẹp góc đường về của Zuka luôn này, chạy đúng không? Mình thì sở hữu đó là chất tướng cơ động nên là có thể đuổi được. Ăn được giúp ca tem bên địch rồi, và bây giờ thì ăn luôn đó là con rồng này nữa. Vậy đó là gánh được hai đường luôn anh em ạ. Ok, mình đang còn trừng trị rất máy nhá. Và đó thì tiến thân của giòn, nhưng mà rất máy thì mình đó là giữ được là con rồng dừng lên gánh coi. Ôi vừa gánh đỏ bàn, chỉ có đó là một người đi rừng thôi mà, nên là chỉ đó là gánh được một đường thôi. Nhưng mà có lẽ là mình cùng hỗ trợ được đường rồng, vậy là ok thôi. Ăn được con rồng thì khả năng gọi là dọn dẹp thì lính thì cũng sẽ đó là nhanh hơn. Thêm con ta thân xê ra thì con đề ta thân xê ra cũng rất chỉ là khỏe nữa. Ôi thôi xong rồi đường rồng, đừng giao tránh bán ơi. Thôi xong rồi, đường rồng tay bên mình thì lại lên bảng điểm số, đó là hai người tiếp rồi. Tập trung 3 người nhưng mà cuối cùng thì cả 3 người lên bảng điểm số. Thì có lẽ là mình di chuyển lên thì cũng không kịp, cũng không làm được gì, nên là mình sẽ đó là cướp búa sánh của tay bên địch, rồi lại hỗ trợ đó là A-Lánh ăn vị trí của Omen nhá, vất tiền Omen lên bảng điểm số. Tình huống này mình sẽ lấy đó là che chắn đám dành cho A-Lánh này, để A-Lánh có thể sống sót trở về. Ôi theo nạp tem mình cứ bảo gánh thế luôn á, mình mới ăn rồng trên kia gọi là xuống mà. Ok, thì có lẽ là bây giờ thì cái trụ ở khu vực đó là đường rồng thì mất rồi, nên là xạ thủ tém mình thì cũng di chuyển đó là quá đứng giữa để farm thôi.
mất cây trù ở khu vực đường rồng thôi thì khả năng có lẽ đó là xạ thủ tém mình sẽ khó chơi hơn một xíu. Ôi thôi xong rồi. Mình đó là check map phạt nhưng mà cuối cùng thì anh em thấy pick low nó quả câu băng sướng á. Rồi pha này bắt Zuka này, chạy động này thì Zuka này. Ô. Pháo từ quang không trúng nhưng mà hình như đó là tên thân. Chiêu hái của vị tướng đó là gión thì tiền mình lên bảng điểm số rồi. Căng nhá, đúng là tình huống đó đâu thì mình lỗi anh em ạ. Mình lỗi đó là mất cái quả cầu băng sướng á. Một cách gọi là phúng phí. Cái này thì hơi tiếc. Chỉ phá đầu con quả cầu băng sướng thì chắc có lẽ nể được á. Ok, bây giờ tem bên Nick đang ép khá là gắt. Xạ thủ tem bên mình thì lên bảng điểm số mang bá đào dành cho vị trí của D-Rack. Tình huống này thì sự kết hợp khá là ok, ăn được màng của Ali Tembendik, ăn được cái màng chấm dứt, double kill, đuổi theo vị trí của D-Rack luôn. Nhưng mà D-Rack Tembendik chơi tốt anh em ạ. Mình nhận thấy là D-Rack của Tembendik chơi tốt đấy. Thứ nhất là khả năng kiểm soát cũng ổn, khả năng đặt khiến và gây sát thương rất chết rất tốt. Thì bên mình thì lại chửi nhau đến từ đó là vị trí của xạ thủ VSP rồi. Cái hai vị trí này thì chửi nhau rất chi là nhiều luôn, thường xuyên chửi nhau. Zuka bản này cũng rất chi là khỏe nhá. Mình đã làm về đó là Zuka ở mùa 24 rồi. Kể cả đó là đi rừng hay đi lén đều rất chi là khỏe. Ôi đi rắc hay thế. Cái pháo tử quáng của đi rắc phải gọi là cực kỳ là hay luôn anh em ơi. Được được, ghi nhận đó là sự hay ho đến từ vị trí của D-Rack tem bên mình á. À nhầm, đó là tem bên địch chứ. Ok, thì nói chung ở trận đấu này thì đang bị ép khá là gắt. Team bên mình thì chưa lấy được đó là cái trụ nào của team bên địch. Còn team bên mình thì mất hết đó là gian trụ ngoài rồi. Với chất tưởng nam ở đâu game gọi là bị ập như thế này thì cuối game hơi khó chơi, sẽ cố gắng chơi thôi. Rồi tình huống này sẽ bắt đó là vị trí Omen này, tốc biến mà tốc biến rồi đó, đuổi theo luôn này, chạy đâu tế tài làm chậm một phát nữa và chắc chắn thì pha này Omen lên bằng điểm số. Nhưng mà một cú hỗn máng tiền thì xạ thủ tém mình tiền Omen lên bảng điểm số chứ không phải mình. Không sao cả anh em ạ, xạ thủ tém mình gọi là ăn được màng cũng tốt, để đó là theo nát sánh sao xíu thôi, xíu nữa có thể là chòi lại đó là với gión. Chứ gión cuối game mà nó được sấy thì thôi sóng, ôi dồi ôi luôn á. Thì bây giờ anh em có thể thấy rằng thì mình sẽ đẩy thì lính lên cao trước đã. Cảnh trường hợp đó là team Bendix ép cả ba đường rồi chứ nó khó chơi. Bên cạnh đó thì tiến vào búa sánh của team Bendix cướp luôn con búa sánh. Nà mà không có bùa sánh thì chả khác nào đó là giảm đi 50% sức mạnh, nên là phải lùm con đó là bùa sánh. Rồi sau đó thì đó sẽ quay về tiếp thôi. Về phần chiêu thức của vị tướng Nà thì mình sẽ phân tích cho anh em. Đó là chiêu thứ nhất thì anh em có thể là sử dụng đó là 2 lần. Mỗi lần thì gọi là lần đầu tiên thì anh em gọi là hất tung được đó là mục tiêu. Chiêu thức này thì lượt đó là cũng rất chỉ là xá, giúp anh em có thể qua địa hình và tiếp cận đối phương cực kỳ là tốt. Chiêu thứ hai thì anh em cũng lướt được theo hướng ngược lại, đòn đánh thương thì sẽ được đó là cương hóa. Rồi pha này thì bắt đó là Zuka của team bên địch, nhưng mà team bên mình thì lên bảng điểm số đó là 4 người rồi. Khá khó anh em ạ, trận đấu này thì mình sẽ cố gắng đó đẩy thế lính đó là ở hai đường lên cao, đường còn lại thì hy vọng đó là team bên mình giữ được. Team bên mình thì lại đó là chửi nhau cả kiểu rồi. Thực sự thì chơi là phải đoàn kết chứ chơi chửi nhau thế này thì rất chi là khó luôn anh em ạ. Về chiêu cuối của vị tướng Na thì gọi là anh em sử dụng thì sẽ chém ra rất chi là nhiều nhát chém, gây đó sát thương vào đó là mục tiêu. Bên cạnh đó thì sẽ miễn hữu khống chế. Dù anh em sử dụng chiêu cuối thì Omen sẽ không xích được anh em nhé. Từ khi nó xích được thì anh em không thoát được. Còn anh em khi đang sử dụng chiêu cuối thì miễn hữu khống chế. Vì thế chiêu cuối rất chỉ là quan trọng.
đi ra tem địch chơi tốt nhá. Tình huống này thì mình sẽ đó là cố gắng giữ đó là con đua sánh này. Ok, sử dụng chiêu cuối để miền được khống chế, sau đó thì trừng trị tế tái, vẫn giữ được con đua sánh. Ná mà không có đua sánh thì chả khác nào đó là giảm đi đó là 50% sức mạnh cả. Rồi bắt được đó là vị trí của Zuka tem bên địch, khá là hay ho rồi. Tình huống này thì anh em nhận thấy team bên địch đang ép khu vực đường giữa khá là đông, mình định bắn vào nhưng mà nhận thấy vừa ta thân rồi ba người của tem bên địch nữa, thế là chắc có lẽ là nhập nhà xíu thôi, phải quay xe ngay vào luôn. Omen thì đang đẩy đó là thể lính ở khu vực đó là đường ta thân này lên cao, mình phải đó là lại đẹp thôi. Đây pha này thì anh em thấy mình sẽ sử dụng chiêu cuối và Omen sử dụng cái sát vực đó là không thành công. Omen thì sử dụng phù hiệu tính lính nên là mình chả dài gì mà ở lại cả. Có thể là tính lính đó là hạ gục mình nên là mình sẽ đó là lùi về và hồi phục máu thôi. Với thế trận ép thế này thì hơi khó chơi một xíu, nhưng mà mình nghĩ thì cũng sẽ cố gắng thôi. Bây giờ anh em nhận thấy thì xạ thủ cùng ESP tem đích này rồi, mình sẽ tiếp cận luôn này với sự hỗ trợ giúp sức đến từ A Lánh. Hắn được mang chấm dứt của đó là dọn tem bên đích rồi. Còn chất tưởng rằng như đó là Alice thì sẽ dễ bắt, bởi vì mình thì cỡ đồng mà Alice thích kém cỡ đồng. Cấu rỉa giúp cá nhẹ xíu, bắt đó là vị trí của Dirac này, lúc này bắt mình đúng không? Lần này thì mình sẽ bắt lại chấm dứt 550 vàng luôn. Ăn cái mạng chấm dứt của vị tướng Dirac cực kỳ là giá trị luôn anh em ạ, cung cấp đó là cho team bên mình rất chi là nhiều vàng. Về cách chơi của vị tướng Na thì mình nghĩ đó là nếu mà anh em mới chơi thì sẽ rất chi là khó. Về cách chơi thì bình thường, cách combo bình thường thì anh em lựa chiêu 2 lên tiếp cận đánh thương một phát đòn đánh thương cương hóa. Sau đó sử dụng đó là chiêu 1, hất tung tướng địch sử dụng đó là chiêu cuối để có thể gây sát thương. Và nhạt đánh cuối cùng của chiêu cuối thì cũng đó là hất tung được đó là mục tiêu nữa, miễn hữu khống chế. Sau đó thì anh em có thể tiếp cận đối phương đó là thêm một lần lượt chiêu 1 nữa để kết thúc mục tiêu. Đó là cách chơi, nhưng mà giai đoạn cuối game thì nếu mà lượng sát thương của tem địch lớn quá, anh em khoán đã dùng chiêu cuối nhá. Nhiều khi anh em bắn vào đó là sử dụng chiêu cuối thì chưa xong, chưa kết thúc đó là chiêu cuối thì anh em đã phải lên bảng điểm số rồi, nên là anh em phải hết sức đó là cẩn thận trong việc đó là sử dụng chiêu. Đầu game thì ổn, nhưng mà cuối game thì lượng đám của tem địch lớn á, mà sử dụng chiêu cuối của Na thì không phải là nhiều sát thương ở giai đoạn đó là V6, đặc biệt vào những vị tướng tánh cớ, nên là anh em chơi Na thì cũng cần lưu ý điều đó. Combo thì cơ bản đầu game như vậy, nhưng mà cuối game thì phải thay đổi, đặc biệt là cuối game khi anh em không còn là quá mạnh mẽ nữa thì anh em phải phát huy những điểm mạnh. Thứ nhất đó là anh em có thể bắt lẻ những vị tướng dễ bắt, ví dụ như pháp sư hay là xạ thủ. Thứ hai nữa đó là anh em phải tích cực đẩy lẻ chăn lính hoặc là dọn dẹp lính, ăn những mục tiêu rồng hoặc là tà thân, đó là những mục tiêu anh em ở giai đoạn cuối game cần đạt được. Còn vào combat thì anh em có thể là bay nhảy một xíu rồi sau đó anh em lại ra hồi phục máu với bảng ngọc phun hút máu thì gần như anh em hồi phục cực kỳ là tốt. Đấy, những tình huống này thì mình luôn luôn đe vào vị trí xạ thủ của tem địch bắt rồi. Pha này hay nên một pha combat tuyệt vời anh em ạ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa mình và A Lánh và cuối cùng tiện 4 người của tem địch lên bảng điểm số luôn. Pha đó thì phải gọi là một pha combat mắc 10 điểm luôn anh em ạ. Đối với Na ở trang bị mua 24 thì sẽ lên những món đồ như sau. Đầu tiên thì đó là rìu đi rừng, tiếp đến thì dây kiến cương kháng nhiều khống chế, sau đó thì thương lõng giảm giáp giảm thời gian hồi chiếu, tiếp đến thì đó là phức hợp kiếm để những cứu chém sẽ đau hơn, sau đó thì cây nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Bên cạnh đó thì cộng thêm lượng cống vật lý cực kỳ là tốt. Và cuối cùng đó là giáp hồ mạnh để đảm bảo an toàn. Về phù hiệu thì sẽ sử dụng má tính để combo của Na đó là sẽ nuột Na Nhật nhá. Khi kích hoạt chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại á. Rồi tình huống này thì sẽ bắt là vị trí của Omen tem bên địch. Và anh em thấy thì mình sử dụng chiêu cuối nên là Omen không quá được. Quay trở lại xả ra thương tiền Omen lên bảng điểm số. Với má tính thì anh em gọi là sử dụng chiêu cuối thì sẽ giảm thời gian hồi chiếu, vì thế thì anh em thường lượt chiêu 2 rồi chiêu 1 đúng không? Rồi anh em sử dụng chiêu cuối và thì chiêu 2 và chiêu 1 rồi là sẽ hồi chiếu luôn. Đó là lý do vì sao sử dụng má tính thì giúp anh em đó là uyển chuyển cơ động và bay nhảy tốt hơn.
Bây giờ anh em nhận thấy rằng thì ta thân xế giá con đó là 9 giấy nữa ra ta thân xế giá phút thứ 15 cực kỳ là quan trọng. Tình huống này thì tém bên đích vẫn đáng đó là check anh em ạ, check map đến từ vị trí của Alice. Mình thì ý định ngắn ta thân xế giá nhưng mà thấy đó là Alice và John nên là sẽ quyết định đó là tấn công lên rồi lùi lại một xíu ăn ta thân, nhưng mà có lẽ là tình huống này không ăn được rồi. Khi mà tìm bên mình thì thứ nhất đó là đang thiếu người, thứ hai nữa lượng máu của mình cũng khá là thấp. Nên là thôi sẽ quyết định đẩy trù nhá, chứ lượng máu này thì ăn ra chỉ là mạo hiểm. Về bảng ngọc quần ná thì mình sẽ đến bảng ngọc phun hút máu. Ngọc đỏ đó là tỷ lệ chỉ mang, ngọc tím hút máu và ngọc xanh công vật lý và sinh giáp. Bảng ngọc này thì giúp ná có khả năng hồi phục cực kỳ là tốt. Ủa, tình huống này thấp máu quá anh em ạ, sự sát thương của gión lớn quá. Bây giờ thì có lẽ mình phải ra đó là đường dừa đẩy thể lính lên cao thôi. Ôi một pháo pháo từ quáng đẹp kia, bán cái giáp của mình lên liêm đoạt mình 36 kỳ chua là thường sạch thôi. Với bảng ngọc gọi là phun hút máu nên là khả năng hồi phục của mình cũng khá là tốt. Bây giờ thì nhận thấy đi rắc của tay bên đích này, bắt luôn này, chơi luôn này, này thì mất tốc biến rồi đúng không? Rồi sử dụng chiêu cuối luôn này, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Hắn được cái màng của vị trí đi rắc tay bên đích rồi, vậy là ổn. Cướp luôn là nó con búa sánh của rừng tay bên đích rồi quay trở về đó là ăn con tao thân xế giá nhá. Thứ nhất đó là mình vừa cướp búa, thứ hai nữa để đó là hồi phục cái lượng máu một nhất định. Cố gắng ăn này, pha này ôi sao thủ tay mình đâu vậy, ta thân xế giá bạn ơi. Hello, vậy là cá rồi. Ôi toán rồi, sao thủ tém mình sao mà đi mạch vậy. Ôi rất may anh em ạ, mình đang còn cái liềm đoạt mệnh nữa. Toán xíu nữa thì bị đó là tên thân của gión gọi là chấm dứt á. Ô sao thủ tém mình áp cá hay là gì vậy, thấy đi một mạch gọi là không quan tâm gì đến là đồng đội luôn á. Một trận đấu khá là căng. Hiện tại bây giờ thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào cả, bởi vì thế trận thì phần đó là nghiêng về đó là dành cho hai bên. Những lợi thế của team bên mình thì anh em có thể thấy là ăn được con ta thân xế giá, việc đó là cống trụ và có những con gọi là đề ta thân rồng tiến phóng sẽ khỏe hơn. Bây giờ thì quay trở lại là tiếp cận bắt giúp cá, giúp cá mất đó là cái trầm trọng lực để bỏ chạy rồi. Nếu chúng mình nghĩ thì chất tường là thì để mà anh em chơi được tốt vì tướng này đòi hỏi anh em cũng phải tập khá là nhiều, chứ tự nhiên là vạc vào thì sẽ đã là khá là khó chơi. Đó là mình nói với anh em vậy, nhưng anh em nào chưa chơi thì vào đấu luyện cho mình trước đã, rồi sau đó thì anh em vào chơi sau. Và pha này thì một lần nữa lại bắt đó là vị trí của John Temendick. Trận đấu này thì mình phải công nhận đó là á lánh cho mình kết hợp mấy phá toàn ra chỉ là hay cả anh em ạ, ăn được 3-4 người luôn. Và mình bắn trụ ăn được màng của đó là đi rạc Temendick nữa. Và một pha quẹt sạch dành cho đó là team bên mình. Và trận đấu thì chắc chắn là sẽ win thôi. Mình công nhận là trận đấu này A Lánh và mình rồi là kết hợp khá là tốt đó. A Lánh chơi cũng rất chỉ là ổn và hay. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.